Ừ, chị đây. Chị ơi, Huyền Anh giờ này đã dậy chưa? Huyền Anh dậy rồi, Huyền Anh đang tập chống đẩy đây này em ạ. Ôi thế ạ, chăm chỉ quá. Thế chị cho Huyền Anh gặp Kiều Trinh một lát nhé. Ok, em chờ máy chút. À, chị Trinh. Em đang tập chống đẩy để nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh COVID-19 đây. Vâng, vậy thì tốt quá, hai chị em mình tập nhé. Các bạn ơi, dịp nghỉ dịch vừa rồi đã rất dài rồi đúng không? Các bạn đã được ôn các môn học qua chương trình Etherlink, Zalo, Gmail của các thầy cô giáo. Vậy các bạn làm gì để nâng cao sức khỏe trong mùa dịch này? Các bạn cùng mình với Huyền Anh cùng tập thể dục nhé. Trước khi vào bài thể dục, hai chị em mình mời các bạn cùng khởi động qua bài hát Học sinh trường tiểu học Hợp Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Bạn ơi, COVID vẫn đang phức tạp, mình ở nhà nhé, chưa ra ngoài chơi. Khẩu trang đeo đúng nên đi ra ngoài, rửa đôi tay xinh, sát khuẩn thường xuyên. Học sinh
cùng hai chị em chúng tớ chơi để khám phá xem đó là con vật nào nhé. Chị Sinh đã sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng rồi. Trò chơi diệt các con vật có hại bắt đầu. Con chim. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Con gà. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Diệt, diệt, diệt. Diệt, diệt, diệt. Cách 1, ở nhà nhiều nhất có thể không tụ tập từ 2 người trở lên. Cách 2, phải đi ra ngoài đường với lý do thiết yếu như mua thuốc, mua lương thực thì bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách. Và đứng cách xa người tiếp xúc 2 mét. Cách 3, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn thường xuyên. Cách 4, ăn chín uống sôi, ăn đầy đủ các thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng như hoa quả tươi. Dừng! Em có nhớ trước khi ăn mình phải làm gì không? Em nhớ rồi. Trước khi ăn chúng ta phải rửa tay và rửa quả dưới nguồn nước sạch đang chảy đúng không chị Trinh? Đúng rồi đó. Cách 5, hãy cùng người thân trong gia đình dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ để con virus corona không có nơi trú ngụ nhé. Cách 6, thường xuyên ôn bài thể dục phát triển chung và chơi các môn thể thao như nhảy dây. Chơi dân gian phù hợp cho trong nhà cùng người thân của mình để nâng cao sức đề kháng chống lại dịch cúm nhé các bạn. Với tinh thần tạm dừng đến trường không dừng học, chúc các bạn luôn chăm ngoan học giỏi, tham gia các buổi học trực tuyến, tham gia các video clip của thầy cô giáo trường đồng của cao giảng dạy. Chúc các bạn và người thân trong gia đình luôn mạnh khỏe và tham gia buổi thể dục thể thao, tham gia dọn dẹp nhà cửa thường xuyên để nâng cao sức đề kháng và tiêu diệt con virus corona ra khỏi hành tinh của chúng ta.